Chính cái danh khả đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất khả đắc của nhãn xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất khả đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh thường của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô thường của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh lạc của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh lạc của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh khổ của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh khổ của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh ngã của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô ngã của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh không của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất không của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu tướng của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô tướng của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu nguyện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu nguyện của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô nguyện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô nguyện của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tịch tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tịch tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất tịch tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất tịch tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng?
Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh viễn ly của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh viễn ly của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất viễn ly của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất viễn ly của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu vi của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu vi của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô vi của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô vi của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu lậu của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu lậu của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô lậu của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô lậu của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh sanh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh sanh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh diệt của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thiện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thiện của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh phi thiện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh phi thiện của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu tội của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu tội của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô tội của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô tội của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu phiền não của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu phiền não của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô phiền não của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô phiền não của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thế gian của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thế gian của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh xuất thế gian của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh xuất thế gian của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tạp nhiễm của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tạp nhiễm của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thanh tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thanh tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không,
Chính cái danh thuộc sanh tử của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Hết quyển thứ 18.